Đó, trong buổi sáng ngày hôm nay, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức một buổi gặp mặt động viên, khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam sau khi các cô gái của chúng ta đã xuất sắc bước vào trận đấu cuối cùng của giải. Tại buổi gặp mặt, thay mặt nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã gửi lời cảm ơn tới đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu vô cùng xuất sắc, tạo ra được những cảm xúc đặc biệt ấn tượng cho khán giả trên mọi miền Tổ quốc nói chung và người dân tỉnh Quảng Nam nói riêng. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng gửi lời cảm ơn Đài Truyền Việt Nam đã tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tân Hoa Sen 2019 tại tỉnh Quảng Nam, mang đến cho người dân không chỉ những ngày hội thể thao, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân, mà còn là cơ hội để những hình ảnh thân thương của vùng đất và con người Quảng Nam tiếp tục đến với bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng trao thưởng 50 triệu đồng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và trao tặng bằng khen và quà cho tập thể ban sản xuất các chương trình thể thao.